The Boy Who Cried Wolf. Cậu bé khóc như sói tru. A young shepherd boy was watching over a flock of sheep near his village. Một cậu bé chăn cừu đang trông chừng một đàn cừu gần làng của mình. He got a bit bored. So to liven things up, he shouted, "Wolf! Wolf!" Just to have some fun. Cậu bé cảm thấy hơi buồn chán. Vì vậy, để làm mọi thứ trở nên sôi nổi, anh ấy đã hét lên, "Sói! Chó sói!" Chỉ để vui đùa. The villagers ran to help him. But when they arrived, they couldn't see a wolf. Dân làng chạy đến giúp anh ta. Nhưng khi họ đến thì không thấy một con sói nào. The boy laughed at them and they left in anger. Cậu bé cười nhạo họ và họ bỏ đi trong tức giận. A couple of days passed and the boy decided to have some fun again and so he thought he'd try again. Một vài ngày trôi qua và cậu bé quyết định vui chơi một lần nữa và vì vậy cậu nghĩ mình sẽ thử lại. He shouted, "Wolf, help, please." Cậu ta hét lên, "Sói, cứu giúp, xin vui lòng." This time fewer people from the village came to see if there was a wolf. Lần này ít người hơn trong làng đến để xem có sói không. And once again they found no wolf and left angry at the shepherd boy. Và một lần nữa họ không tìm thấy con sói nào và bỏ đi trong tức giận với cậu bé chăn cừu. The next day, as the boy was watching the sheep, a real wolf came. Ngày hôm sau, khi cậu bé đang trông đàn cừu, một con sói thật đến. Now the boy started screaming and shouting, terrified of the wolf. Bây giờ cậu bé bắt đầu la hét và hét lên, khiếp sợ con sói. Help! Help! Please! Help me! There's a wolf and he's killing your sheep. Cứu! Giúp! Làm ơn giúp tôi! Có một con sói và nó đang giết cừu. But no one came. Because the villagers didn't believe him. Nhưng không ai đến. Vì dân làng không tin anh ta. This is how liars are rewarded. Even if they tell the truth, no one believes them. Đó là cách những kẻ nói dối được thưởng. Ngay cả khi họ nói sự thật, không ai tin họ.